tên là Vương quốc Tung Sen. Tất cả thần dân đều yêu quý, kính trọng đức vua và hoàng hậu, bởi vì họ rất hiền từ tốt bụng, họ gần gũi và chăm sóc người dân luôn được ấm no hạnh phúc. Thần dân đất nước Tung Sen rất siêng năng rèn luyện võ nghệ. Nhà vua và hoàng hậu luôn luôn ao ước có một chàng hoàng tử hoặc một nàng công chúa để quây quần vui vẻ bên nhau. Tất cả thần dân đất nước Tung Sen ngày đêm cầu trời khẩn Phật để cho đức vua của họ được toại nguyện. Cuối cùng thì hoàng hậu sinh được một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Đức vua đặt tên cho công chúa là Chích Choe. Cả đất nước vui mừng. Vì thế tháng nào cả hoàng cung cũng đều tổ chức yến tiệc linh đình để chúc mừng cho công chúa thêm một tháng tuổi. Hoàng thượng và hoàng hậu tránh xa. Nào, công chúa ngoan, công chúa chịu khó mâm mâm bột nè cho hoàng A Mã và hoàng hậu vui lòng nha. Nghe mama nè, mâm mâm mâm. Mâm 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 thả họng nè. Ôm ôm giỏi quá. giỏi quá cha mày mẹ mày vậy? Cha nè. Mẹ nó nè. Nô tài có lỗi. Dạ chúng thần có lỗi. Tiếp đi. Cha mày. Cha thần mẹ thiếp. Nào, mâm mâm mâm. Mâm mâm mâm. Trời ơi. Trời sao làm cái bẹt vô trong mặt tôi vậy trời ơi, chết tôi rồi. Công công, làm ơn lấy cục bột ra khỏi cái mặt tôi coi. Già mà gắn lông mi chi dài dính đây nè. Gắn rồi nè. Rồi. Ôi đứng con đứng 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 mà mà bé nó khóc quá. Chờ chú. Mẹ lên. Đã nói rồi, sinh ra công chúa là hoàng A Mã và hoàng hậu, nhưng hiểu được công chúa chỉ có Thúy Mama. Nào, công chúa ăn miếng nữa nha. Mâm mâm mâm. Con ta nó nói cái gì vậy Thúy Mama? Tè 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 tè. Trời đất ơi, ngán quá không ăn nữa, muốn tè. Trời. Công chúa không chịu ăn. Nhưng mà như vậy thì phải làm sao? Đút nữa chứ làm sao? Vậy thì đút nha. Được rồi, tôi được rồi. Để Thúy Mama làm trò hề cho con vui con ăn nha. Trời ơi.
con đã khóc quá kìa. Thúy Mama nhớ rồi. Nhớ gì? Mỗi lần công chúa khóc, Thúy Mama thường hay kể chuyện cổ tích ngày xưa ngày xưa. Chuyện gì? Chuyện dân gian châu Á. Là chuyện gì? Chuyện Việt Nam. Cụ thể? Chuyện tắm cá. Trời ơi. Sao có nhiều chút hoài á? Tháng này tôi thêm được từ mới. Ừ, vậy? Được rồi. Thôi tới ông kìa lộn ra đi. Hay. Hay. Hey. Soạt cái đi nói. Hey. Hey. Dạ, thần xin chúc cho công chúa xông qua trận mạc, trăm trận trăm thắng, không ai đánh lại hết. Nghe nè, hả? Làm ơn kéo tôi vô coi. Sao vậy? Đứng lên nó nổi. Sao tháng trước còn đứng nổi mà? Thì tháng trước nó trẻ hơn tháng này tháng tuổi. Rồi, đuối vậy là tháng sau tính làm sao? Từ từ tính. Thôi mệt quá, bây giờ để tới tôi công công chút nè. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. 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 Dạ muôn tấu hoàng thượng, thần xin chúc cho công chúa sắc đẹp như muôn loài hoa. Dạ nhân nhắc tới hoa, thần có đóa hoa tặng cho công chúa. Hoa gì? Chắc là hoa cúc nữa chứ gì. Đừng nói tôi là hoa mắc cỡ hay là hoa 10 giờ nha. Không có phải đâu, hoa giả. Ủa? Sao lại là hoa giả? Để tháng sau xài lại khỏi tốn tiền mua hoa mới. Ờ, cái đồ hạt tiền, cái đồ hạt tiền. Vậy sao? Thế còn các khanh, các khanh chúc gì cho công chúa? Dạ, chúng thần xin chúc công chúa y như tháng trước. Rồi không có quà cáp gì ha? Dạ, y như tháng trước. Trời trời, phân sức xải hoài vậy mấy bà xài sao hết? Chúa sao? Ý quên nha. Thưa hoàng thượng và hoàng hậu, tiếp theo chương trình để thay đổi không khí là màn trình diễn ba biệt tài của công chúa. Ba biệt tài? Dạ, sau bao nhiêu tháng ngày cực nhọc khổ sở tập dược, đổ mồ hôi mẹ, xuất mồ hôi con, tuột mồ hôi bà vú, hôm nay Thúy Mama đã tập được cho công chúa ba tài năng. Ba
Tài thứ nhất làm xấu. Xấu được, công chúa làm xấu được. Không, công chúa làm xấu cho vua cha chứ hoàng hậu coi kìa nè. 2, 3 chu mở lên, mở trên nhảy lên, mở dưới chị ra, trời ơi công chúa dễ thương quá, mặt y mặt heo, giống con heo vậy đó. Tại sao lại chỉ cho công chúa làm xấu mặt như con heo? Muôn tâu hoàng hậu, trẻ con ai cũng thích heo con hết. Kinh nghiệm của bà vú già này, hồi nhỏ chuyên môn làm mặt xấu, điếc mặt già chát hay ghê. Mình làm cái mỏ heo, chỉ chu cái mỏ heo thôi, cái phần mặt còn lại trơ trẽn, không bao giờ bị nhăn, không bao giờ bị già. Hay quá. Thôi, ta cắt cái mỏ khanh bây giờ. Tại sao lại cắt cái mỏ của thần? Tại sao không dạy công chúa chính chòe làm đẹp làm tốt mà dạy làm xấu? Ta không thích như vậy. Muôn tâu hoàng thượng, ông bà mình nói trẻ con tập cho làm xấu không có bị ấm đầu bệnh hoạn, chứ để cho nó đẹp hay bị bệnh lắm. 12 bà mụ hay nói vậy á. Bà mụ nào nói? Bà mụ một. Bà một nói. Phải đó hoàng thượng, lời lẽ của thí mama nói rất có lý. Thần thiếp nghĩ con của chúng ta vốn dĩ đã xinh đẹp rồi, cho nên không cần làm đẹp nữa làm gì. Hơn nữa con nít có làm xấu mới dễ thương, có phải không các khanh? Dạ đúng. Dạ phải à. Thế thì biệt tài thứ hai là biệt tài gì hả thúy mama? Dạ biệt tài thứ hai là hát, biệt tài thứ ba là múa. Ai hát? Công chúa. Ai múa? Dạ muốn tâu hoàng thượng. Điều chi? Dạ thần không thể tin chuyện đó là sự thật được, bởi công chúa chưa nói được, làm sao công chúa có thể hát được thưa hoàng thượng? Dạ 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 thưa hoàng thượng, ý của thần cũng giống như ý ông này. Dạ thưa hoàng thượng, dạ thưa hoàng thượng, tại sao chúng ta không cứ để cho thúy mama cùng công chúa trổ tài thử xem sao, biết đâu những lời nói của thúy mama thì đúng mà. Ý hậu thế nào? Có lý thưa hoàng thượng. Thôi được, chậm tạm tin, hãy trổ tài công chúa ta xem nào. Tuân chỉ. Vậy tôi vừa mới binh vực bà đó. Tôi biết rồi, tôi tặng mẹ. Gì vậy? Cây son màu mới. Nào công chúa, hãy trổ biệt tài hát đi nào. 2, 3. Trời ơi hay quá, giọng hơi bị già chút xíu nhưng mà nó hay gì đâu hay. Từng lời từng chữ từng ca từ đầy ý nghĩa hàm xúc, bài hát mới cảm động làm sao. Thúy mama. Dạ. Con gái ta nó hát ta hiểu cho ta chết liền. Hát hay lắm á. Đó là một bài hát ca ngợi công lao phụng dưỡng của cha mẹ già. Trời ơi công chúa thiệt là có hiếu. Mấy em ơi, mấy em có nghe công chúa hát hay không? Có hiểu gì không? Ủa sao không hiểu? Muôn tâu hoàng thượng, công chúa vừa mới hát một bài hát ca ngợi công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Trời ơi công chúa hiếu thảo gì đâu quá à. Dạ muôn tâu hoàng thượng, chúng thần không hề nghe công chúa hát một chữ nào hết thưa hoàng thượng. Dạ thật là phi lý, công chúa chưa nói được thì làm sao mà hát. Đúng rồi bà ơi, không lẽ giờ tôi trả lại bà cái son? Bởi ông bà mình có nói biết thì thưa thì thốt, không biết thì ôm cột mà nghe. Ở đây thôi. Ông kia, hoàng thượng. Bài hát của công chúa có nội dung như thế này. Sành cha cha sành cha cha sành cha sành cha sành. Con yêu kính mẹ cha, ôi dòng tay mẹ hiền, chăm lo cho con tận ngày, săn sóc con khờ, con luôn ghi nhớ công ơn của cha mẹ hiền. Thì chỉ con tiếng toàn tình, ngày ngày mong con khôn lớn, chăm học mau thành tài. Mai đây khi con trưởng thành, con mãi nhớ về công ơn sinh dưỡng của cha và mẹ yêu. Yêu là yêu, yêu là yêu, yêu quá là yêu, yêu nhiều,
yêu, ôi quá yêu là yêu, cha mẹ con yêu thiệt nhiều. Cha cha say, cha cha say, cha cha say, cha say, cha say, say. Hay quá, hay quá. Ôi chết mẹ ơi, những lời hát hiếu thảo của con khiến phụ nữ xúc động quá. Hoàng thượng, hoàng thượng, công chúa bên này. Ủa, ôi con gái cưng của cha. Ôi cưng quá, ôi ghê quá. Gì vậy? Sao vậy? Gì vậy? Sao vậy? Trời ơi, sao vậy? Nóng quá, xuống tới gót chân rồi trời ơi. Vậy đâu hoàng hậu, công chúa vừa mới phụng thủy vào người hạ thần. Ủa? Công công, dạ mau đi mời quan người mau lên. Dạ, dạ. Ngồi đây, kêu quan người cái công chúa bị bệnh rồi. Ai nói công chúa bị bệnh, nó bậy, nó bạ giả tét miệng bây giờ. Trời ơi, tôi nói công chúa phụng thủy chứ bộ. Là sao? Tức là nói chung là cần phải thêm một số phụng tả cho công chúa. Không hiểu. Giữa triều đình tôi không có nói công khai hoạch tẹt nó nữa. Nói gì mà? Tức là công chúa. Sao? Công chúa đắm dại. Công chúa đái dại. Dạ, tôi đã nói là giữa chúng mà cung được có nói hoạch tẹt sao mà. Đỡ có cái đầu không? Đầu con người ta bị gì mà đỡ? Mắc cười. Nè, gì? Bà nói cái gì vậy? Tôi có nói gì đâu. Tôi thử than thân trách phận tôi thôi. Vậy à? Sao mà lạ lùng ghê chưa vậy? Khi mà tôi xuất hiện thì tất cả mọi người đây cười rất là vui vẻ. Chỉ có mỗi mình bà thôi, mặt bà lạnh tanh à. Ờ, tôi vậy đó. Từng tuổi này mà chưa có gia đình nó vậy. Thôi, đừng có nói nhiều nữa. Đến giờ ta chúc phúc cho công chúa chết chòe rồi. Ta chúc rồi kìa. Con ơi con, nghe người ta chúc phúc kìa. Ta xin chúc công chúa chết chòe có một sắc đẹp không ai sánh bằng. Sắc đẹp tuyệt trần. Này có chút rồi. Ta xin chúc công chúa chết chòe có một giọng hát không ai sánh bằng. Giọng hát tuyệt vời. Ta xin chúc công chúa chích chòe có một trí thông minh không ai sánh bằng. Thông minh tuyệt đỉnh. Nói tóm lại, ta xin chúc công chúa chích chòe đệ nhất thiên hạ. Không ai sánh bằng. Ô kia ai đây, có phải nàng chích chòe đẹp xinh? Giang trần gian, giống như tiên nữ giang trần gian.
trần gian, ai bằng ta? Ai sẽ bằng nàng trên nhân gian? Ta quá yêu kiều như đóa hoa đẹp tỏa ngàn hương, tài tuyệt thiên tuyệt vời, giọng ca ngất ngây lòng người người luôn đắm say trinh trẻ ta. Trên trần gian này nào có ai bằng đâu, xinh đẹp như tiên nữ giang trần gian. Trên trần gian, trên trần gian ai bằng ta? Ai sẽ bằng nàng trên nhân gian? Mà Thúy Mama cũng đừng có đi theo con tò tò như vậy nữa. Muôn tàu công chúa đi theo tò tò là nhiệm vụ của Thúy Mama này. Công chúa trẻ đẹp xinh xắn, đi như bay chạy như nhảy, làm sao mà bà già này theo có kịp. Thôi đi, bây giờ con đi ra ngoài, con tìm người tài giỏi hơn con chơi với họ đây. Ở trong hoàng cung này chán lắm. Chính kìa, đứng lại, phụ vương muốn nói chuyện với con. Phụ vương ơi, phụ vương thấy rồi đó, ở trong cung này đâu có ai xứng đáng để con chơi đâu. Phụ vương ơi, con phải đi ra ngoài, con cưỡi ngựa, con bắn cung, con đi đây. Đứng lại, giúp chưa? Giúp chưa? Bỏ tài. Dạ, tài của một đứa con mà không dạy dỗ nên người tức thật mà. Ơ kìa, hoàng thượng ơi, mặc dù chiếc chè con gái của chúng ta có cao ngạo một chút, nhưng ngược lại con trẻ thông minh tài trí hơn người. Thôi đi, chiếc chè ngỗ nghịch lỗi này lỗi do hậu đó. Ơ kìa, lúc con nó còn nhỏ, hậu cưng chiều quá đáng, nó làm cái gì cũng khen hay khen tốt. Bây giờ con hư là tại mẹ mà. Kìa, hoàng thượng, sao hoàng thượng lại đổ lỗi cho một mình thần thiếp vậy? Thần thiếp còn nhớ ngày con trẻ còn nhỏ, con trẻ làm bất cứ trò gì hoàng thượng cũng khen hay khen giỏi, kể cả các quan trong triều cũng đều khen như vậy. Ấy vậy mà bây giờ chỉ có một mình thần thiếp gánh chịu thôi hay sao? Muôn tâu hoàng thượng, nô tài có lỗi. Dạ, chung thần có lỗi. Việc chăm sóc và dạy dỗ công chúa là việc của bà vú Mama này. Công chúa không ngoan ngoãn là lỗi của Mama. Mama xin chịu tội. Tôi nhận đại vậy cho nó xong đi. Tôi nói thử coi bà con của bác quý vị có đúng không nha. Trời ơi, ông bà ý là vua, cha mẹ gì đẻ con ra, cung phụng vật chất đầy đủ, quần áo lụa là đủ thứ, chiều quá trời chiều mà không chịu dạy con, giao cho mình bà vú này. Rồi giờ chuyện xảy ra, ông chồng đổ bà vợ đổ ông chồng. Thôi, tôi là vú em, tôi nhận cho nó xong. Tôi nói vậy có đúng không quý vị? Tôi nói vậy có đúng không mấy ông mấy bà? Đúng không? Đúng rồi, cho tôi chàng pháo tay khích lệ đi. Thôi hậu đừng có buồn, đừng có khóc nữa. Trẫm hiểu rồi. Sanh con ra là trẫm với hậu, mà người dạy dỗ cho chiếc chè đó người là Thúy Mama. Tôi nhận rồi mà súng vô chữ tôi hoài à. Trong dâu đổ đầu tầm, mai mốt tôi đổi tên, tôi không lấy tên Thúy Mama nữa đâu, mà đổi tên là Tầm Mama, gọi tắt là Tầm Ma Lão Bà. Thế thì bà Tầm Ma Lão Bà
bà có cách gì dạy dỗ cho con gái ta đến người để chuộc lại cái lỗi của bà không? Hỏi cái này là hỏi khiêu khích nè. Dĩ nhiên là phải có cách nên mọi người mới gọi là Thúy ma ma. Đâu phải một ma mà là ma ma, tới hai con ma lận. Bà hai ma, bà hãy chỉ cách cho trẫm xem nào. Dạ thôi, mụ già này lú lẫn rồi, không có sáng suốt thông minh đâu. Muốn gì hỏi bà hoàng hậu à. Ai nói với là Thúy ma ma và già lú lẫn? Bàn dân thiên hạ bá tánh xung quanh. Không hề, không có đâu. Thúy ma ma còn tráng kiện lắm. Này nói hơi quá, bà già phụ nữ mà kêu tráng kiện. Không, trẫm nói thật bà. Ba hoàng dân võ ở trong triều đình đó, đối với trẫm á, mỗi lần mà thấy Thúy ma ma mà nhìn họ mà Thúy ma ma cười đó, họ sức ngất đó nha. Đúng không các anh? Khéo định nè. Muôn tao hoàng thượng, bây giờ tất cả chúng ta đều thấy công chúa Chích Què là người kiêu căng đúng không? Đúng. Công nhận kiêu căng không? Đúng. Công nhận. Kiêu căng không? Kiêu căng. Mấy cháu có thấy công chúa Chích Què kiêu căng không? À thì vậy thì bây giờ tất cả chúng ta sẽ dốc toàn bộ sức người sức của, toàn bộ sức lực của toàn dân. Trời. Mình làm sao cho công chúa không còn kiêu căng nữa. Quan viên quan chợ. Dạ. Dạ. Đem cất bà vô. Ủa sao cất em? Dạ bà lú lẫn. Mấy anh thấy không, hồi nãy khen em tráng kiện rồi giờ kêu em lú lẫn là sao? Các quan rồi. Thế thì các quan có ý kiến gì hay ho không? Dạ, các quan dạ. Có ý kiến gì không? Thưa hoàng hậu. Dạ dạ muốn tâu hoàng thượng thần có cách à. Nói. Sao? Dạ công chúa quá kiêu căng. Bây giờ chúng ta lấy một tờ giấy lớn cuộn tròn lại thành một viên bì, dùng hết sức bình sinh nhắm thẳng vô mông công chúa bắn một cái. Công chúa đau đớn mà quên đi cơn kiêu căng thưa hoàng thượng. Phản đối, tôi phản đối, không được bạo hành với con nết. Dạ 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 dạ, thần cũng phản đối thưa hoàng thượng. Theo thần thì bây giờ công chúa đã quá kiêu căng rồi. Bây giờ chúng ta bưng nó ra ngoài chép để làm gương đi. Phản đối, phản đối, không được bạo lực với con tẻ. Dạ đúng rồi. Dạ thưa hoàng thượng, thần có ý kiến. Dạ thưa hoàng thượng, bây giờ hoàng thượng cứ đưa công chúa Chích Què cho hạ thần đi. Hạ thần sẽ tổ chức thi múa với công chúa. Thần múa múa múa, công chúa múa không có lợ. Công chúa quê, công chúa mắc cỡ, công chúa hết kiêu căng. Trời ơi. Ờ cái này nó sống sượng quá, tôi phản đối hai tay hai chân, phản đối toàn thân nè. Nè, mọi người có công nhận không? Hồi ổng còn trẻ thì ổng múa đẹp bung đùa được. Giờ ổng già quá ổng bung làm tới cái mặt kìa thấy không? Sao mà quánh nổi với công chúa? Ai, ai mà dám nghĩ rằng trong hoàng cung này có người nào qua mặt công chúa múa không? Công nhận không? Không nhận. Thì mama, biết phê bình người ta vậy mà có cách gì không? Có cách rồi. Có cách rồi. Thúy mama, cách gì? Cách gì? Cách gì? Thúy. Tất cả chúng ta đều biết một điều là nàng công chúa của chúng ta đã đến tuổi cập kê. Cập kê. Chi bằng chúng ta sẽ tìm phò mã cho công chúa. Khi công chúa lập gia đình rồi, công chúa sẽ ý thức mình đã trưởng thành, đã lớn khôn, sẽ chững chạc lại và không còn kêu căng nữa. Trời ơi, tôi gả chồng cho công chúa chứ mà cho mấy bà sao? Cái triều đình này loạn quá, loạn quá. Hoàng thượng ơi, quả là cao kiến, cao kiến. Đúng lắm, bởi vì trẫm không có hoàng tử, chỉ có công chúa. Phải cần có một phò mã để nối nghiệp trọng chứ. Bá quan văn võ. Dạ. Hãy nghe trẫm khuyên đây. Chúng thần đợi lệnh. Hãy thông báo cho các hoàng tử ở các nước lân bang được biết, đất nước ta sẽ kiến thể. Vị hoàng tử nào có đầy đủ đức tài sẽ được phong làm phò mã. Xin rồi, bây giờ người nào có ý kiến nhận xét gì về ta cứ mạnh dạn mà nói cho ta cho thấy. Dạ, công chúa là người đẹp nhất hoàng cung. Không đúng, công chúa là người đẹp nhất đất nước. Sai rồi, công chúa là người đẹp nhất trần gian. Ý
nói đúng nè. Đúng rồi, đúng rồi, đẹp nhất trần gian không ai sánh bằng. Không ai sánh bằng. Đúng rồi. Á trời ơi, im chòe, cha chửi kìa chòe. Trước cung điện con không nên ồn ào như thế, bá quan bình thân. Dạ. Vừa rồi phụ vương bàn bạc với bá quan nhân võ sẽ chọn chồng cho Thúy mama. Hả? Con cảm ơn phụ vương đã chọn chồng cho Thúy mama. Không phải đâu. Trời ơi Thúy mama ơi, kể từ bây giờ Thúy không phải đi theo con cò tò nữa, mà sẽ có người cầm ống trầu cho Thúy nhổ. Trời ơi ghê quá. Trời ơi, gả chồng cho tôi mà gả cho ai biết, gả cho công công trời ơi. Khổ cho tôi quá nên mấy chị em gái ơi. Chết kìa. Dạ. Dạ. Phụ vương gả chồng cho con đi. Phụ vương. Phụ vương ơi, phụ vương vừa nói gì vậy phụ vương? Ôi phụ vương ơi, con không có chịu lấy chồng đâu. Phụ vương ơi, con năn nỉ phụ vương ơi, phụ vương thương con đi, con còn nhỏ lắm, con không muốn lấy chồng đâu, con muốn lúc nào cũng ở bên cạnh phụ vương đó. Mẫu hậu nói với phụ vương giùm con một tiếng đi. Chòe, con không được ngỗ nghịch quá như vậy. Ôi con không biết đâu, con nói rồi, con không lấy chồng. Trời ơi. Con đi chơi đây. Đứng lại. Bắt con. Bảo vệ công chúa lại. Làm cái gì mà làm sải lai hết trơn như tấm biển vậy? Sợ. Sợ cái gì? Phóng dao. Trời ơi, nó cầm cái khăn mà phóng dao cái gì? Quan văn quan võ gì mà nhát như thỏ, làm đẫm nhát theo. Thúy ma ma. Dạ, nô tì có lỗi gấp đôi. Các khanh. Dạ, chúng thần có lỗi gấp ba. Các khanh. Dạ, nô tì có lỗi gấp bốn. Hậu. Dạ, thần thấy có lỗi gấp gáp. Gấp gấp. Trời ơi, gia tài của một đứa con mà không dạy dỗ đến người thì làm sao? Làm sao ta cai trị cả một đất nước đây? Hôm nay ta trở về thăm triều cũ. Chưa đó hầu đây mà Thúy đâu rồi? Rồi đây là bà nội. Thúy ơi, đi đâu rồi Thúy? Thúy ơi Thúy. À, Thúy đây rồi. Ôi trời ơi, tôi thấy nha, tất cả mọi người vẫn y như cũ, chỉ có mỗi một mình bà. Trời ơi, bà già ve kêu luôn á. Cái nghe nè, tôi tưởng bà đi rồi chứ, ai dè bà sống dai dễ sợ luôn á. Ôi sao bà sống dai dữ à. Ai tiên nữ gì như bà, 18 năm trời mặc con bộ đồ. Ôi chứ bà làm sao? Hồi nãy giờ bá tánh làm chứng cho tôi ngồi ngoài này không, tôi có được đi vô đâu thai. Nè, các người biết ta làm cái gì không? Ta đang cởi gió
lật đật đèo quay lộn ngược trở về đây. Cho ta hỏi các người, vì sao mà các người khóc? Mà các người có biết làm ta bực mình lắm hay không? Không có gì khóc dữ vậy hả? Ủa, mới đây sao teo còn chút vậy trời? Người độc ác dữ dằn quá, nó sắc lại còn cục à, y như thịt kho mà bị khét á. Ta đang làm phép đó. Nè, trả lời mau đi, ta bực mình lắm, có chuyện gì vậy hả? Tiên ơi, hãy chỉ cho ta cách dạy dỗ con trẻ với. Chính trẻ quá kiêu căng ngạo mạn. Tại sao vậy? Tại sao vậy? 18 năm trước ta đã chúc phúc bao nhiêu điều tốt lành cho công chúa, vậy mà tại sao bây giờ công chúa lại hư hỏng chẳng dẹ? Ta ghét như vậy chứ. Ai? Ai đã dạy dỗ công chúa? Trả lời mau. Ai dạy công chúa như vậy? Ai? Trả lời mau. Ai? Ai? Ai hả? Ai? Ai hả các em? Mama dạy hả? Trời ơi, ta biết ngay mà. Tiếng mà chịu cổ nổi, sao mà người trần chịu nổi? Tôi nói thiệt với bà, không biết ai giới thiệu bà vô triều. Vô đây, đi lại đây. Đi lại đây. Chỉ mặt tôi nha, tôi nhớ rồi nha. Lại đây. Bà làm gì bà lôi tôi giữ với bà? Trời ơi, tôi hỏi bà nè. Trời ơi, chịu nổi không? Chịu nổi không? Bà già rồi, tại sao lại ăn trầu mà còn co son? Tôi nói nó đổi chiếc à, làm sao mà chịu trên nổi. Bà liệu bà xí bằng tôi không? Nói cho bà biết nha, tôi tu 1000 năm rồi tôi mới xí được như vậy đó. Tu 1000 năm mà xí mỏng dính vậy thôi hả? Vậy mà mỏng á? Tôi chỉ cần cạp một miếng tàu hũ thôi. Coi nè, xí. Tôi nói cho bà biết nha, công chúa mà kiêu căng là lỗi tại bà. Lỗi tại bà? Tại bà. Tại bà. Tại bà. Tức quá, tại bà quay. Tại bà tiên gây ra ưu phiền, bà tiên chúc công chúa liên miên, cả nhân gian không ai sánh bằng, mà giờ đây nàng kêu kêu kêu. Thôi thôi sao đổ lỗi cho tiền, tội do Thúy Mama mà ra, dạy con nít cứ sao luôn chiều, đến hôm nay chào ôi kiều kiều. Tại bà tiên chúc phúc lù bầu, bà tiên xui công chúa kêu căng, dù Mama thông minh xinh đẹp, thì giờ này đành thua thua thua. Sao mãi thích tiền, bà dạy dỗ chứ không phải tiền, giờ công chúa hóa ra kiêu ngạo, chính Mama già nuôi gây ra. Tôi bực mình bà lắm nha tiền, tôi dễ thương không biết bực mình, tài tiền tài ma tất cả là bà ta gây ra. Tôi bực mình bà lắm nha bà tiền, tôi dễ thương không biết là bực mình, tài tiền tài ma tất cả là bà ta gây ra. Phục Trang mà hồn cứng quá, khó chịu quá. Tại sao như vậy chứ? Ít nhiều gì người ta cũng là tiên mà. Người ta là tiên mà, làm cái gì mà mắng chửi người ta, xối xả, hối hả vô trong mặt người ta. Trời ơi, tiên gì mà nhúng nhảy thấy ớn à. Mà đẹp đẽ gì cho kém. Bưng bà là chép đi à. Đó, làm cho cô té ho. Trời ơi, bà thấy chưa? Bà thấy bà chọc sùng cả nhân loại này chưa? Nè, tại bà nó mà suối công chúa kiêu căng, bây giờ công chúa kiêu căng thiệt, cả hoàng cung đều buồn, đức vua, hoàng hậu đều buồn. Đức hoàng thượng định gả chồng cho công chúa đó. Sao mà gả được? Nói nghe nè, tính tình như vậy, khó ưa vậy, ai mà tới gần? Nói nghe nè, ta làm cái công việc này cả 1000 năm nay rồi, có bao giờ mà thất bại đâu. Không hiểu tại sao lần này bị lọt sổ. Mà nói nghe, tiên thì là tiên chứ, đôi lúc cũng phải sai lầm đúng không? Đúng. Nếu như bây giờ mình sai lầm thì mình sửa sai. Vậy phải thì tiên sửa chữa đi, tìm cách nào giúp cẩm đi nào. Có cách chứ sao không? Có cách nào? Nói nghe nè, cái chuyện này á là chuyện trần gian của các người đúng không? Đúng. Sao tiên? Các người tự giải quyết lấy. Trời ơi, ê bà kia, rồi bây giờ bà bỏ đi đâu? Thôi, các người cứ theo ý của các người mà làm. Ta đi đây. Ba đi.
thờ hoàng tử sư len kèn. Trời ơi hay quá. Hoàng tử sứ Lan Kiên xin kính chào đức vua, hoàng hậu, công chúa Chích Chè và tất cả mọi người. Cảm miễn lễ, hoàng tử sứ Lan Kiên hãy bình thân. Dạ, đội ơn hoàng thượng. Chẳng hay người có biệt tài gì hãy trổ tài cho chẳng xem thử nào. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, hạ thần có thể làm ra những cái chuông, cái kẽn kêu lên kiên, lên kiên, lên kiên. Rất vui tay và bổ ích ạ. Ví dụ như có thể báo thức dậy sớm vào buổi sáng, báo tới giờ ăn cơm trưa, tới giờ ngủ trưa, tới giờ ăn cơm chiều, tới giờ ăn cơm tối và đánh răng trước khi ngủ, đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. Phụ vương ơi phụ vương, nếu như vậy khi đêm đêm cả hoàng cung chìm trong giấc ngủ, một mình hoàng tử len keng đây lỡ giật mình thức dậy thì sẽ đánh thức cả hoàng cung đó phụ vương à. Đâu đâu, trời ơi, tôi dạo này khó ngủ lắm, kiểu này hoài chắc tôi về tôi chầu cụ tổ tôi sớm à. Dạ muốn đâu vậy lần sau á thưa hoàng thượng. Nghĩa là công chúa không ưng hoàng tử rồi. Là thua rồi đó. Tao không chịu vậy đâu. Trời ơi không chịu cũng phải chịu thôi mà. Thôi xin hoàng tử chớ buồn, nang lại chút thời gian quý báu dự tiệc liên quan chia tay với thiếp. Trời ơi tặng cho thiếp cái chuông. Nhà thiếp không có bán cà lem. Nào mấy con dọn cho vú bàn số 1. Công chúa. Công công, cho mời người tiếp theo. Người tiếp theo xin mời hoàng tử sứ Cà Kheo. Hoàng cung người ta mà ăn cướp cái gì đâu. Dạ xin lỗi. Dạ hoàng tử sứ Cà Kheo xin ra mắt đức vua và hoàng hậu. Dạ vừa rồi hạ thần có la toán lên như vậy bởi vì hạ thần có hai thứ bệnh. Dạ bệnh thứ nhất là bị liệu, bệnh thứ hai là mắt bị quán gà. Dạ hạ thần tưởng đâu lọt vào ổ phục kích của bọn cướp cho nên mới la lên như vậy. Dạ xin được thứ tha. Ơ ấy chết, ta đến đây mà quên diện kiến một người rất là quan trọng trong ngày hôm nay. Ôi có lỗi quá. Dạ xin chào công chúa. Dạ xin lỗi. Dạ con chào bà ngoại. Dạ vừa rồi á con thấy bà ngoại đeo cái bông đỏ quá, con tưởng đâu là công chúa. Dạ con xin lỗi. Dạ công mụ chúa. Chỉ là vú của công chúa thôi. Công chúa bên kia kìa. Dạ con cảm ơn ngoại. Ta đây. Chào công chúa. Này công chúa, nếu như nàng thích đi Cà Kheo, nàng theo ta về Dương quốc, ta sẽ dạy cho nàng đi. Nàng đồng ý. Cảm ơn hoàng tử sứ Cà Kheo. Ôi, riêng ta thì ta nghĩ đi bình thường cũng được rồi, hà cớ gì phải leo lên cái cây này để cho khó khăn. Hoàng tử sứ Cà Kheo đây à, đi Cà Kheo gì mà ta chỉ vỗ nhẹ một cái là ngã nhào rồi. Chả có gì là hay ho cả. Quả là tiếng đồn không sai, công chúa vừa xinh đẹp lại vừa kiêu căng. Ngoại ơi, công chúa nói vậy là sao ngoại? Như vậy có nghĩa là thua rồi đó hoàng tử ơi. Thôi hoàng tử cũng đừng buồn, xứ tôi không có sình lầy, không có ai đi Cà Kheo hết. Thôi ở lại dự tiệc liên quan với mụ luôn nghe. Mấy con xếp vị này ngồi chung bàn số 1. Công công, còn ai nữa không, cho vào luôn đi. Rồi người tiếp theo xin mời hoàng tử sứ Nhảy Nhót. Ta là hoàng tử sứ
nhảy nhót. Xin ra mắt đức vua, xin ra mắt hoàng hậu, xin ra mắt công chúa. Hay là... ta là công chúa chính chòe, xin kính chào hoàng tử, xin nhảy nhót, xin mời hoàng tử nhảy một bản được không? Chúa, công chúa giỏi quá. Hay là... nhảy nhảy. Chỗ công chúa có đẹp quá. Công chúa giá lên chúa ơi. Trời ơi, con vậy mà vẫn còn nhảy hả bay? Làm như không phải người ta, máy móc gì trong này nè. Năng lượng dồi dào quá hả hoàng tử? Thôi thua rồi, vậy, theo mụ vô trong dự liên quan. Mấy con ơi, xếp cho vô một bàn đặc biệt cô lập chung quanh rào kẽm gai nghe. Bùm, chắc bùm bùm, tung tung bùm bùm, chắc chắc bùm 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 bùm. Phụ Dương ơi, phụ Dương đã thấy rồi đó, làm gì tìm ra được người tài giỏi hơn con mà phụ Dương kén phò mã. Con nghĩ bây giờ chúng ta nên dừng ngay buổi lễ đây được rồi. Xin mời hoàng tử sứ muôn thú. Trời ơi. Chiếc thú hả? Cho hỏi, ở đây có ai nhận giữ gia cầm, gia súc? Dạ có, cái này tôi thầu mà. Tôi đây giữ luôn ha. Rồi, hoàng thử, lấy thẻ. Cảm ơn. Thần, hoàng tử sứ môn thú, xin ý kiến hoàng thượng và triều đình sứ tung sen. Trẫm yên lễ hoàng tử sứ môn thú hãy bình thân, hãy ngước mặt lên cho trẫm xem nào. Các quan, dạ. Hãy xem vị hoàng tử này có xứng đáng là phò mã của đất nước ta không. Dạ rất khôi ngô tuấn tú thưa hoàng thượng. Dạ hùng dũng quá hoàng thượng. Nó nhỏ nhỏ thôi, nó lớn. Trời ơi đẹp trai quá. Thôi đi, ta thấy người này cũng là một chàng trai bình thường thôi, có gì đâu mà mọi người khen dữ vậy. Xin kính chào hoàng tử sứ muôn thú. Thưa công chúa, ta tới đây xin được cầu hôn nàng. Thế à, vậy chẳng hay nhà ngươi có thể giao đấu với ta một trận được không? Ủa, thưa công chúa, ta tới đây để cầu hôn chứ không để tranh tài cao thấp. Không được, nếu như nhà ngươi không đồng ý giao đấu với ta thì nhà ngươi không đủ điều kiện để chọn làm phò mã đâu. Thôi quánh đại vô ăn cơm, bàn ở trống còn thiếu tục á. Thôi được, nếu công chúa đã quyết thì ta cũng xin thỉnh giáo. Mời công chúa. Mời. Hoàng tử cẩn thận nha. Hai. Sự lắm, định lượm cái khăn cho công chúa, bị công chúa đá xong phi cái vô đích. Trời ơi, đánh lén sau lưng người ta mà. Tôi nói đúng không mấy em, mấy cháu? Tôi nói đúng, cho tôi chàng pháo tay đi. Thúy mama. Thôi, đừng dỗ. Dỗ nó thấy nó ghim. Thưa hoàng thượng, thần xin thua. Thua là phải. Ai bảo nhà ngươi mắc mưu ta làm chi? Ôi nhìn kìa, hoàng tử sứ muôn thú, trong bộ dạng nhà ngươi giống hệt một con thú. Trời ơi, kể từ bây giờ ta sẽ đặt cho nhà ngươi một cái tên, đó là gấu. Trời ơi, hoàng tử gấu. Xúc phạm, người ta là người mà nói người ta là gấu cái gì? Anh gấu phản đổi đi anh gấu. Trời ơi. Đa tạ công chúa đã đặt tên. Thưa hoàng thượng, thần xin rút lại lời cầu hôn, thần không muốn làm phò mã nữa rồi, bởi vì tính tình công chúa đây quá kêu căng. Thần xin cáo từ. Trời, hoàng tử ơi. Xin cáo từ. Không tiễn.
Hoàng tử. Hoàng tử. Hoàng tử. Ê, sao người tôi chết rồi. Hoàng tử ơi, hoàng tử, lấy thu trả cái thẻ này đấy. Tôi xin cái thẻ lại đấy. Phụ Dương ơi, con không lấy chồng, con không lấy chồng đâu. Phụ Dương, dừng ngay buổi lễ lại đi Phụ Dương. Chết kìa, vô lễ, quỳ xuống. Phụ Dương. Phụ Dương không chịu nổi tính kiêu căng ngạo mạn của con nữa rồi. Ba quan văn võ. Dạ. Nghe trẫm khoan đây. Kể từ ngày mai, trẫm bất luận giai cấp sang hèn, ai là người đầu tiên đến cầu hôn công chúa sẽ được công làm phò mã. Dạ 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 dạ. Cấp bao cấp bao chi nguy chi nguy. Dạ 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 dạ. Dạ thưa hoàng thượng, mới từ tà mờ sáng ở phía trước cổng thành có một gã tiều phu xin được vào yết kiến. Gã tiều phu. Trời đất ơi, tại sao lại là tiều phu mà không là một chàng hoàng tử? Muôn tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy suy nghĩ lại. Đừng gả công chúa cho gã tiều phu, không hề xứng hợp với nàng. Nếu phải một người tiều phu mà siêng năng làm gì không nói chi, lỡ gặp phải một tay nát rượu, sáng say kiều xiển tối xỉu, trời ơi, lại là một người võ biền hành hung đánh đập phụ nữ con thơ, làm sao mà công chúa có hạnh phúc được? Hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy suy nghĩ lại thưa công chúa. Hoàng thượng, phải đó hoàng thượng, rủ như con trẻ có điều gì xảy ra, chắc là thần thiếp đã sống không nổi đâu. Thôi đi, lời vua đã khoan thì không thể rút lời lại được. Rút đi hoàng thượng. Rút đi. Không rút. Rút. Không rút. Rút. Ừ, rút. Rút cân các khanh thì có. Cho gã tiêu khu vào. Trời ơi, tôi không dám dòm, tôi không dám dòm đâu. Cho vào. Tôi không nhìn đâu. Tôi nhìn đi. Tôi được ép tôi mà. Ép mà. Tôi không nhìn. Nhìn đi. Không. Thần bái kiến hoàng thượng. Thần tới đây để xin được cầu hôn công chúa. Tôi không nhìn đâu. Chậm hiến lễ. Gã tiều phu hãy bình thân, ngước mặt lên cho trẫm xem nào. Trời ơi, sao nó sâu đau sâu đớn dữ vậy trời. Sao mới xỉu nè. Ta đã hứa thì không thể rút lời lại được. Hoàng thượng, ngươi là người đã đầu tiên đến cầu hôn công chúa, ta chấp thuận. Hoàng thượng, đa tạ hoàng thượng. Sau khi làm lễ thành hôn xong, ngươi có quyền đưa công chúa rời khỏi hoàng cung. Thần tuân chỉ. Mã quan văn võ. Dạ. Yeah. Hãy tấp sơn đèn qua chúc mừng công chúa. Kỳ khôi ôi chàng kia chạy lên kia hoàng tử mặt trong mắt cờ ghê. Cố quá kiêu căng nên nay phải cam chịu thôi. Mọi người đưa trâu khóc than như mưa vì công chúa quá kiêu căng. Ôi buồn ghê. Rồi tới nhà.
nhà rồi, tới nhà rồi. Vào đây, vào đây. Tới nhà rồi. Trời ơi, công chúa phải ở đây sao công chúa? Thôi, bây giờ mấy cô có thể về. Không, các ngươi đừng về, ở lại đây chơi với ta đi. Kìa, công chúa đã có chồng rồi thì phải theo chồng, không cần kẻ hầu người hạ đâu, các cô có thể về. Thưa công chúa, nô tỳ xin hồi cung. Đừng có về. Thôi, về đi. Dạ, dạ thưa, nô tỳ xin lui. Công chúa ơi, sao đây công chúa? Trốn đi, trốn về, đi. Thôi, đi về. Công chúa, bảo trọng. Thôi. Tối hôm nay ta sẽ ngủ ở đâu đây? Đây, ngủ ở đây. Ở đây sẽ là nhà của nàng. Ơi. Trời ơi, cái chuồng vịt hôi hám nghèo nàng như vậy mà là chỗ của ta ở à? Ta không ở đâu. Ta ở được, vịt ở được thì nàng cũng phải ở được. Nhưng mà ở đây không có những người bạn để ta chơi. Sao lại không? Chẳng những có mà có nhiều nữa kìa. Những người bạn rất vui, rất quý tộc. Những người bạn quý tộc? Đúng. Ở khu rừng già này mà cũng có những người bạn quý tộc nữa à? Đâu? Họ đâu? Vào cách đi. Trời ơi, mấy con chó này mà là những người bạn quý tộc à? À, muốn quý tộc thì có quý tộc. Công chúa bảo trọng. Sao biết làm vậy? Dạ em thấy mấy chị kia làm. Tụi em bắt chước làm theo. Dạ dạ đúng rồi. Tụi nó lanh mà vui lắm. Mấy đứa chơi với công chúa đi. Tụi em buồn lắm công chúa. Chơi tụi em ơi. Đi ra, đi ra. Vui quá. Đi. Ẵng. Mỏi chân quá. Lấy ghế cho ta ngồi. Nhập gia tùy tục. Nếu công chúa mỏi chân á thì cứ việc tự nhiên phủi đích ngồi chơi giống ta nè. Cái con này đi lên đây, nằm xuống. Thôi được rồi, nếu công chúa không thích hai đứa này, ta sẽ giới thiệu cho công chúa một người bạn mới, đồng thời là quản gia của ta. Tên của nó là Mỹ Lệ Tuyền. Ít nhất ra ở cái chốn này cũng phải có bóng dáng một con người. Đâu, nhà ngươi gọi quản gia của nhà ngươi ra đây. Mỹ Lệ Tuyền, đang làm gì đó? Em đang gội đầu. Sạch sẽ. Mấy đứa vô tắc bính cho anh coi. Dạ. Quản gia thôi làm gì mà kêu căng dữ vậy? Đi ra đây, ta muốn nhìn mặt quản gia là người nào mà kêu căng dữ vậy. Như vậy mà gọi là Mỹ Lệ Tuyền. Ai 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 ai. Nàng đừng coi thường nó được rồi. Để ta kêu nó ra đây, nó chào nàng cho coi. Mỹ Lệ Tuyền ra đón khách. Nàng thấy chưa? Nó là động vật quý hiếm, chuyên môn ăn thịt. Nó là chó sói đó. Nhưng mà nàng đừng có lo, ta đã đem nó về nuôi nấng dạy dỗ, cho học thêm văn hóa. Bây giờ nó hiền lắm, lịch sự lắm. Lệ Tuyền, chào khách đi con. Chào công chúa. Đó. Mày có biết là mày xấu xí lắm không? Mày dám đặt cho mình cái tên là Mỹ Lệ Tuyền. Thôi nghe, hồi nãy giờ thấy công chúa chê súc vật thú vật nhiều lắm rồi nha. Thôi nè, bây giờ mấy chị em không có gây lộn nữa. Bây giờ bốn chị em á là phải chơi chung với nhau, phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau nghe chưa. Lệ Tuyền, ta giao công chúa cho Tuyền đó nghe chưa. Thôi ta mệt lắm rồi, ta đi nghỉ một chút đây. Ta như gì mà đi chơi với mấy con chó à? Không bao giờ, ta đi về hoàng cung đây. Các em giữ công chúa lại. Gan quá ha, dám chặn đường công chúa chích chòe ha. Giang ra ta đạp đi vô. Không, đạp thử coi, thấy công chúa dám đạp không? Đạp hai đứa tụi nó thử coi, thấy công chúa á. Nhà ngươi đừng quên ta là chủ nhân của nhà ngươi nghe chưa. Ê, sợ quá. Ê, nè, trời ơi, công chúa
không được ăn hiếp Mỹ Lệ Tuyền. Còn Lệ Tuyền nữa, không được hỗn với công chúa, nghe chưa? Công chúa cứ ở đây đi, ba đứa này nó làm bạn vui lắm. Nếu công chúa buồn á, tụi nó sẽ nhảy múa ca hát cho công chúa nghe, hay mà vui lắm. Tèn 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 tèn, go go go. Tèn ta rèn tèn, go go go. Nhạc lý tụi nó vững lắm. Thôi thôi thôi, bây giờ ta phải đi chút việc ha. Nếu công chúa đói bụng á, cứ ra ngoài sau, gạo ta để sẵn á, tự nấu mà ăn, nghe chưa? Ý, tao quên nữa. Nhớ, nấu luôn phần cho ta, nghe chưa? Nấu cho tụi em ăn nữa. Cho em ăn nữa. Cho mấy đứa tụi em ăn nè. Có lộn không vậy? Đường đường là một công chúa như vậy mà đi nấu cơm cho chó ăn à? Ôi, công chúa ơi, em nói công chúa nghe. Cái chuyện này, công chúa, xí. Công chúa ơi, cho em nhân cách quá, em đứng dậy em đi. Để em bò về hoài, em mệt quá. Đứng dậy. Kiếp trước em làm con mèo quá, cho nên em biết mà. Em nói công chúa đợi em tí nha. Em nói công chúa nghe. Công chúa đừng có kêu căng nữa. Nếu công chúa kêu căng thì không ai chơi với công chúa đâu. Ta cũng không thèm chơi với các ngươi đâu. Ta đi về hoàng cung đây. Các em cứ để công chúa đi. Ở đây là rừng thiên nước độc, yêu tinh quỷ quái rất nhiều. Công chúa mà đi thì công chúa cũng trở lại thôi. 1, 2, 3, công chúa trở lại nè. 1, 2, 3. Đó, thấy chưa? Thấy chưa, công chúa biết sợ rồi hả? Ta không thích về nữa. Ừ, ở đây chơi cho nó vui. Đi vô nấu cơm cho ta ăn. Cái gì? Trời ơi, hai cái tay em như vậy mà em nấu cơm cho công chúa ăn cháy lòng em hết rồi hả? Đi vô lấy nước cho tao uống. Cái gì? Trời ơi, hai cái tay tụi nó vậy cầm ly nước công chúa đổ hết rồi sao? Ta không cần các ngươi nữa, ta đi ngủ đây. Đúng rồi, công chúa đi ngủ đi. Trời ơi, nhà gì mà nghèo nàn rách nát. Rồi giường ngủ không có, nệm cũng không, là ta ngủ ở đâu? Nếu mà có giường có nệm thì ở hoàng cung. Ở đây làm gì có giường có nệm? Cô là công chúa thì cô ở hoàng cung, còn ở đây chỉ là một nông dân bình thường thôi. Đúng rồi. Nhưng mà không có chỗ nằm thì tối nay ta ngủ ở đâu? Ở đó đó, cái chỗ đó đó. Cái ổ rơm này đó. Chỗ đó là của em. Chỗ này là của em. Còn cái chỗ tuốt ở trên có bông hồng là của em. Ta không thèm dành cái chỗ ở này đâu. Ta đi về đi. Dạch dị xăm. Mấy con chó ơi, đừng có bỏ ta đi ra đây đi. Ta nói thiệt, ta sợ yêu tinh lắm. Thấy chưa, bây giờ công chúa đã biết ôm con chó hôi hám này rồi. Ê chó sói, biểu coi. Công chúa, sư huynh em giận rồi đó. Được, nhưng mà làm gì mà giận ta? Em nói công chúa nghe, mình á kêu người ta dù người lớn người nhỏ gì cũng phải bằng tên, gọi bằng tên, hoặc kêu bằng anh, bằng chị, bằng cô, bằng chú chứ, đâu được kêu ngang như vậy. Đúng rồi. Kêu bằng tên hả? Ừ. Thôi đói quá là Mỹ Lệ Tuyền. Công chúa kêu em chi? Nó nghe nè, ta đói bụng lắm đó, nhà ngươi đi vô trong đó nấu cơm cho ta ăn đi. Nếu công chúa muốn ăn, công chúa phải tự nấu mới có chứ. Nhưng mà ta đâu có biết cách làm. Từ hồi nhỏ đến giờ ở trong hoàng cung không bao giờ ta phải làm những công chuyện đó. Không biết thì mình học cho biết. Cái gì không biết cũng phải học mà. Học bằng cách nào? Những người bạn tốt của công chúa sẽ chỉ cho công chúa. Ai đâu? Ở đây tụi đâu có tụi em nè. Tụi em nè. Chịu không? Thôi được rồi, ta đồng ý. Các em chỉ công chúa nấu cơm. Nấu cơm. Woo!
ơi, vợ yêu của ta, vợ yêu của ta đã biết nấu cơm rồi à. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Thôi bây giờ để thưởng cho nàng, ta có mời mấy người bạn trên kinh thành tới đây thăm nàng. Bạn quý tộc đàng hoàng nha. Những người bạn quý tộc. Đúng. Mẫu hậu phụ dương mau, mau, mau ra tiếp khách, mau ra tiếp khách. Mời chào. Xin kính chào công chúa. Nàng có nhận ra là ai không? Đây là hoàng tử xứ Len Ken chứ không ai. Không được, không được. Hoàng tử, ăn kẹo không? Ta không ăn. Không ăn hả? À? Không ăn thôi, không không ăn. Lệ Tuyên. Em biết rồi. Một người phụ nữ dịu dàng, một người vợ đảm đang không thể nào nói chuyện với khách như vậy được. Phải lịch sự nhã nhặn hơn. Xin chào hoàng tử xứ Len Ken. Đúng rồi. Xin chào công chúa. Wow. Cái gì vậy? Yeah, yeah. Cái gì mà ông quá hoài vậy? Ông công chúa đây sao? Công chúa biết nấu cơm nữa à? Công chúa thật là giỏi, thật là đảm đang đúng không các em? Vậy mà ai, ai lại nói công chúa là người kiêu căng chứ? Phải chi ta được làm phò mã công chúa thì hay quá. Xin chúc mừng ngài đã tìm được cho mình một người vợ theo ý muốn. Cảm ơn ông bạn nhiều. Khoan, vợ yêu của ta còn khách nữa, ra đón nhanh lên. Mời vào, mời vào. Chào công chúa. Ta không quen nhà ngươi. Kìa, nàng quên ta rồi sao? Ta đã từng đến cầu hôn nàng. Và ta đã từng từ chối. Hoàng tử xứ Cà Kheo đây mà. Đúng rồi, đúng rồi. Hoàng tử, ăn kẹo không? Ta không ăn. Không ăn hả? Không ăn thôi, không không ăn. Lệ Tuyên. Em biết rồi. Ôi, đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá kìa. Trên gương mặt của nàng từng giọt mồ hôi như là những hạt ngọc hạt ngà. Ôi nó đẹp lắm. Ôi kìa, ôi nó rớt trên thảm cỏ xanh vẫn còn lấp la lấp lánh như những vì sao trên trời. Đẹp quá công chúa ơi. Trời ơi, quá giọt mồ hôi mà sao lấp la lấp lánh như vì sao được. Ông này ông hơi quá. Nè, ta nói thật đó. Ý ông nói thật á. Hoàng tử xứ Cà Kheo, ta vừa mới nấu cơm. Công chúa vừa mới nấu cơm. Ôi khoan khoan, chưa hết vợ yêu của ta còn nữa. Mời vào, mời vào. Hoàng tử xứ Nhị Nhóm đây mà. Đúng rồi, chị là nàng nhớ rồi. Hoàng tử, hoàng tử, ăn kẹo không? Không. Không ăn hả? À? Không ăn thôi. Hết nắng rồi, sụp dù đi. Hoàng tử, sao hôm nay ta trông những bước nhảy của nhà ngươi rất lạ? Công chúa quên rồi à. Lúc trước á, tôi tới cầu hôn nàng, nàng chơi xấu gạt chân tôi một cái, bây giờ tôi mới ra nông nổi vậy nè. Thì ra đó là do lỗi ta à. Thôi, ta xin lỗi nhà ngươi vậy. Còn bây giờ, xin phép không tiếp các ngươi được, bởi vì ta phải vào trong nấu cơm cho phò mã của ta ăn. Đúng rồi, phải rồi, phải rồi. Vợ ta vào nấu cơm cho chồng ăn, sẵn nấu cơm đãi khách luôn nha. Thôi, nè, ba bạn đã tới đây rồi, thì sẵn dùng với vợ chồng ta một bữa cơm đạm bạc ha. Xin cảm ơn ngài. Chúng tôi không thể nào ở lại đây ăn một bữa cơm như thế này được. Tại sao? Đúng rồi. Bởi vì chúng tôi đã có một bữa tiệc rất sang trọng linh đình đang chờ đón chúng ta. Đúng, đúng, đúng. Chúng ta làm sao mà ăn ở nơi này được, phải không? Chúng ta ăn là ăn nơi khác kia kìa. Còn ở đây thức ăn mà công chúa nấu á thì làm sao mà chúng ta ăn cho được, phải không các ngài? Đúng rồi. Thôi, xin chào công chúa nha. Ở đây á, làm vợ hiền đi. Xin cáo từ. Rồi rồi rồi, cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. Biết nhà rồi, mai mốt rảnh ghé chơi nghe. Biết nhà rồi, mai mốt ghé chơi, ghé chơi. Ta ghé các người lắm. Người xấu. Ai mà nấu cơm cho các người ăn? Người xấu, người xấu. Công chúa ơi, công chúa đừng có buồn nữa. Đừng để ý đến họ làm chi, họ là người xấu mà. Tại sao bọn họ lại chê cơm của ta nấu chứ? Đây là lần đầu tiên ta mới biết nấu cơm mà. Thì họ không ăn thì tụi em ăn. Công chúa vừa làm được một việc tốt, công chúa phải vui chứ. Ta ghét họ lắm. Thôi công chúa, đừng khóc. Ủa, anh đang nói chuyện với công chúa, hai đứa tụi em đứa nào xí à? Dạ em đâu có xí. Em có xí không? Em không có xí à nghe. Ủa vậy ai xí à? Ta xí nè. Ê, người lạ kìa. Ê, đứng lại. Trời ơi, làm cái gì mà khóc vậy? Có biết là ta sợ tiếng khóc lắm hay không? Trời ơi, mỗi lần mà nghe tiếng khóc ta phải lật ra ta chạy
chạy đến thì giải cứu. Ta là tiên chứ đâu phải xe liên tỉnh đâu mà hết chạy đến trạm này tới cái trạm khác thì chịu nổi. Biết người ta làm cái gì không? Ta đang cứu một ông già bằng cách là ta giật một con thỏ, ta lôi đầu nó, ta phóng nó xuống, đạp nó, hiểu chưa? Vì cứu một ông già mà bà nỡ giật chết một con cọp hả? Vậy bà đâu phải là bà tiên đâu, bà là phù thủy thì có. Không thể. Không phải như vậy đâu, ta giật con cọp xuống sau đó rồi ta gỡ từng ngón tay của con cọp ra khỏi ông già. Sau đó cái ta mới nói với con cọp như nè, thôi cưng ơi cưng, cưng dễ thương quá, đi vô rừng chơi nha, đó vậy thôi à. Ơi, vậy là bà là bà tiên tốt rồi. Em ơi, đây là bà tiên đỡ đầu, là mẹ đỡ đầu của ta đó. Chào bà tiên. Mẹ, mẹ biết không, ở đây con buồn lắm, không có ai chơi với con. Bọn họ hả, không cho con ăn, không cho con uống nước, không có ai phục vụ con hết. Ôi trời ơi, tại sao lại đối xử với công chúa như vậy chứ? Hả? Ai? Có phải bà đứa này không? Rồi, ra đây biểu, ra đây biểu. Ra đây, đây là tao muốn nè. Cao đứng trước, lùn đứng sau. Đó, nhanh lên. Rồi, sắp hàng một. Trời ơi, cái tên kia, cái... Người, trời ơi, cái gì vậy? Người cao quá, người lùn xuống. Ừ, đó. Nghe ta hỏi nè, tại sao lại đối xử với công chúa ta như vậy? Hả? Ai, ai biểu các ngươi, ai biểu? Ông chủ biểu á. Ông chủ? Ừ, ông chủ nói rằng là dạy công chúa mà. À, thôi, ta hiểu rồi, ta nói vậy thôi. Chắc là các ngươi mệt lắm rồi phải không? Mệt lắm rồi. Đi vô, để một mình ta dạy công chúa đủ rồi. À, dạ, cảm ơn con. Đi vô. Nè, con. Mẹ không biết đâu, bọn họ không có chịu phục vụ con. Bọn họ bảo con hả, muốn ăn phải lăn vào bếp làm. Lớn rồi, không có ai phục vụ mình nữa. Đúng rồi. Con ơi, mẹ rất là thương con, nhưng mẹ không thể nào binh con được đâu. Con lớn rồi, con phải tự làm lấy mà ăn chứ. Ừ. Công chúa. Dạ. Mẹ nghe có mùi cơm khét. Hả? Ôi trời ơi, thôi chết rồi, thôi chết rồi. Trời ơi, công chúa ơi, tại sao lại nấu cơm khét như vậy chứ? Cơm khét là sao? Bây giờ như vậy nè, con để lửa lớn quá chứ sao, con phải dập bớt lửa đi. Dạ, dập bớt lửa đi. Không! Coi chừng nào. Dạ. Trời ơi, nó đây, đây, con ơi, nếu mà cơm khét như vậy đó thì nó có mùi. Bây giờ bằng cách như thế này nha, con lấy một cục than đã cháy hết rồi, con bỏ vào trong cái nồi. Lấy một cục than đã cháy hết rồi, bỏ vô nồi. Bỏ vô trong rồi. Không! Không! Con là người phạm, con đụng vô nóng, mẹ là tiên, mẹ không biết nóng đâu. Đó nè, đó, thấy không, đâu có nóng đâu, thấy không? Đó, mẹ bỏ vô đây, khi mà cơm chín rồi thì nó sẽ không có nghe mùi khét nữa đâu. Hay mẹ... quá, mẹ giỏi quá. Ủa sao ngộ ghê nha, tôi dạy nó mà tôi làm hết trơn hết trời, nó làm gì trời? Lại đây làm cho mẹ, nhanh lên. Đó. Ta nghe có tiếng vó ngựa. Này Hiền tỷ. Có tỷ đây. Hiền tỷ có chắc chắn là nơi đây không? Chắc chắn là chỗ này rồi. Vậy à, để ta vào. Khoan. Sao? Muội đừng vô, để tỷ vô. Muội hãy núp sau bụi tre xanh đầu làng mơn mớn này. Để tỷ vô trước rồi muội vô sau nhé. Được, muội sẽ chờ. Công chúa ơi. Dạ. Thôi bây giờ mẹ phải đi đây. Mẹ vừa nghe tiếng khóc một đứa trẻ chào đời, mẹ phải đến chúc phúc cho nó. Nhưng mà mẹ xin hứa, mẹ thề không bao giờ mẹ chúc cái câu mà không ai sánh bằng. Thôi ta đi đây. Lấy bớt củi ra, lấy một cục than bỏ vô. Bà nội ơi, ai biết tôi bị bà núp vào trong bụi tre, sao mà nhào ra đây làm chi vậy? Không được, không được, muội chờ trong đó, chờ trong đó một mình là sợ lắm, sợ lắm. Trời ơi, cải trang mà bịt mặt cái kiểu gì mà trơn cái khăn đỏ chét vậy nè bà. Trời ơi, còn lộ mặt thêm nữa. Nào theo tôi. Trời ơi, sao mà chơi mà
mà đánh sau lưng tôi hoài vậy? Bà ơi, sao mà cứ đứng giữa đường giữa sáng hoài vậy? Cái gì? Chích lè đang hỏi thằng kia kìa. Phải rồi, phải rồi. Đó kìa, đó kìa. Thúy mà, Thúy mà. Cái gì mà Thúy mà ở đây? Tôi với bà đã giả dạng thường dân trải trang rồi thì cũng phải đổi tên luôn bà ơi. Tôi không phải là Thúy Mama nữa mà là Thúy Diệp. Nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Thúy Diệp tỷ tỷ. Nhớ rồi. Bà không phải là hoàng hậu mà là hoàng trinh. Hoàng trinh mũi mũi nhớ không? Phải, không phải. Ở nhà bà kêu tôi là hoàng hoa mà. Trời ơi, hoàng hoa là tên con nhỏ dưỡng chó. Trời ơi, bà cũng chung nhiên quá. Bà thấy tôi đi. Bà quá à. Trời ơi. Kìa, chào cô gái. Cho hai hiệp nữ chúng tôi hỏi thăm vài câu có được không vậy? Dạ, dạ xin hai bà cứ hỏi. Đêm nay thời gian đứng trong lắng đồng, cho đôi bà lão núi trong giấc mộng. Vì đường xa ước mưa, xin phép cho hai bà lão tá túc đêm nay. Vì đường xa ước mơ, đừng đuổi chúng tôi về. Tôi xin cô, đừng đuổi chúng tôi về. Vì đường quá xa xôi. Dạ thưa bà nói gì con không có hiểu. Thấy chưa, nói chi dài dòng dữ vậy cho con nhỏ không hiểu. Thôi dán ra đi, đứng đó, coi nè. Này cô gái, ta cùng hiền tỷ đường xa lỡ bước, quầy quả bôn ba, người mỏi, ngựa cũng rã rời. Cho nên hai ta quyết dừng chân nơi đây, rất mong cô nương niệm tình chấp thuận cho hai ta được tá túc giây lát. À, con hiểu rồi. Có như vậy thôi mà nói dài dòng quá à. Con mời hai bà cứ tự nhiên. Xin đa tạ. Nè cô gái, cô đang làm cái gì đó? Dạ, con đang học nấu cơm. Trời ơi, giỏi quá. Đó giỏi quá. Biết nấu ơi, cơm nấu rồi cơm. Hồi nào giờ toàn chúng nấu cho ăn không à? Tiến bộ lắm rồi. Hỏi tiếp. Vậy chừng nào thì cơm chín? Con cũng không biết nữa, bởi vì con đang phải tập chữa cơm khét. Cơm khét? Tôi đâu có nghe mùi khét gì đâu. Bà cô ơi, trụng kính mít như vậy làm sao mà ngửi. Trời ơi, khét quá. Hạt xí. Bắn, vừa quá. Xôi đâu, đưa đây cho ta. Đâu đây? Chi vậy? Mặt ta. Này cô gái, cơm khét như vậy có không thể nào ăn được. Chỉ bằng hai ta có một ít xôi đi đường. Thôi thì con cầm lấy ăn tạm vậy. Dạ, con cảm ơn. Không được. Chuyện gì? Trời ơi, bà Trinh đó là bà Trinh. Trời ơi, cái xôi này là tôi với bà đem theo đi ăn dọc đường. Trời ơi, trên đường trở về quê còn ăn nữa chứ. Bà đem cho vậy rồi lát nữa lấy gì ăn đây bà. Nhưng con ta đói quá, ta không thể nào cầm lòng đặt. Đói mà không cho ăn, mình ăn dại nó mà. Không được nói gì nữa. Không được. Ăn ra. Trời ơi, ta không được. Ta kiếm đâu nhà ngươi bây giờ. Nhà ngươi quên ta là ai hay sao? Hậu đi nè. Rồi xong, hết dấu. Chết chè con. Ôi, nhớ con quá. Thôi đi, hai người đừng có cải trang giấu con nữa. Con nhận ra hai người rồi. Thúy Mama nè. Ơi, sao mà nhận ra vú? Hay quá vậy con. Vú cải trang cho hung vô. Con nhìn đôi dài là con biết liền. Trời ơi, thì ra là vậy. Cũng bà. Biểu mấy đứa nhỏ đổi cho cái cục khác màu xanh rồi cho nó tiệt mà nó làm không kịp. Thôi, con đã lỡ nhận ra vú rồi, vú đâu có giấu con chi nữa. Hoàng hậu với lại Mama lén hoàng thượng tới đây lo cho con đó. Thôi nè, à, ăn đi. Xôi gà nữa. Đó, hai cái đùi gà nè. Có ăn chà bông nữa. Này chà bông cá nè. Này chà bông thịt nè. Chà bông cá là con chà bông thịt, thấy không? Có đem tâm sứ răng luôn nè, ăn xong liền xỉa. Có đem khăn ướt nè, ăn xong lau miệng. Có đem ba trái chôm chôm, hai trái bưởi, một trái cam, một trái... Thì con bà nói bực mình. Biết vậy tôi cho bà ở nhà. Mô. Nè con, ở đây chắc là sống cực khổ lắm phải không con? Tội nghiệp con gái của hậu chưa. Ôi trời ơi, nắng đã làm cháy xém cả tóc con rồi. Ôi, làn da mượt mà của con gái ta xưa kia đâu mất rồi. Chắc là sương gió dậy dầu, nay nó đã khô rám cả rồi con à. Chết chè ơi, ở đây con
sống với ai vậy? Với chó. Hả? Thèn ơi, ma ma mê chó lắm con ơi. Trời ơi, sao ở với chó mà cho ma ma biết? Nuôi mấy con? Dạ ba con. Trời ơi, tên gì? Dạ con đầu đàn tên là Mỹ Lệ Tuyền. Tên đẹp. Hai con kia là một con Mỹ Lệ Liễu, một con Mỹ Lệ Hương. Trời ơi, con nuôi toàn chó cái không hả con? Dạ không phải, tên nó vậy chứ nó chó đực. Ủa vậy hả? Trời ơi, bà mê lắm. Lệ Tuyền, Lệ Liễu, Lệ Hương. Nó đây chơi với bà. Ra đây đi mấy em. Chị Bảy, chị Bảy kêu em chi? Ủa thôi, sao nó biết tôi chú Bảy hay quá. Trời ơi, chó sói. Ôi kìa. Không, không. Bà ơi, tụi con là chó sói nhưng mà có học văn hóa cho nên được thuần quá rồi. Mỹ Lệ Tuyền đừng làm thế mama sợ. Vậy không? Dạ. Yeah. Chó sói mà còn thuần quá nữa. Huống chi là con người. Như vậy thì trước sau thì nàng công chúa kiêu kỳ của chúng ta cũng sẽ được thuần quá thôi. Nào, lại đây chơi với mama. Đứa nào là con Tuyền? Con là Tuyền nè. Con nào con Hương? Nhỏ này. Con nào con Liễu? Mấy Lệ Liễu là con. Mama không giấu gì mấy con. Tên thiệt của mama là Lý Lệ Hằng. Nhũ danh Lệ Đá. Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời? 80 rồi con. Bắt giam con ấy. Ừ, bà bắt cho. Măng 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 măng. Ủa sao bắt hết ngứa rồi sao bậy bị ngứa lại vậy? À, tao sang con này qua con kia. Ê. Nhờ vậy hậu mới có gì nói chuyện với con. Này con, mẹ con mình sang đây thôi. Đi qua đây mẫu hậu. Mẫu hậu ơi, phụ dương có khỏe không mẫu hậu? Phụ dương nhớ con dữ lắm. Nhưng không thể nào cho con trở về hoàng cung được. Chết chòe, con hãy nghe lời hậu dặn. Ráng tu tâm dưỡng tánh, rồi hậu sẽ xin đi vua cha cho con trở về hoàng cung nghe con. À, chê, cha mày loạn má mày lẹo. Trời ơi, mày chó mà cũng liệu nữa hả con. Hoàng hậu ơi, tới giờ về rồi, trời sắp sáng. Đức vua mà biết chúng ta trốn tới đây sẽ phạt nặng chúng ta. Mình phải về thôi hoàng hậu. Tuy mà mà vua về đi. Hậu về nha. Bà ơi, đừng đi, ở đây bắt ve cho tụi con. Thôi, để khi khác bà quay lại bà sang ghe cho. Ồ. Tạm biệt. Tạm biệt bà. Tạm biệt. Hey, hey. Hả? Ủa? Bà Trinh đâu rồi bà Trinh? Trời ơi, tấn công mà cũng có tấn công lộn nữa hả? Công chúa ơi, đừng có buồn. Họ đi rồi rầm họ sẽ quay lại gặp công chúa mà. Công chúa ơi, ta hứa ta sẽ sống tốt. À, thì ra là họ đi thăm con. Xí, ta còn nhiều chiêu lắm. Để rồi xem. Hồ Bia. Mưa là công chúa ơi. Mưa rồi. Mưa lớn quá công chúa ơi. Vô nhà đục mưa ơi. Thôi chết rồi, vợ yêu của ta. Sao vậy, sao vậy, sao ướt hết rồi? Ướt hết rồi, lạnh lắm phải không? Mấy đứa, mau vô lấy đồ sưởi ấm cho công chúa, nhanh lên. Dạ, để em vô em lấy cái mền. Đi đâu mà ướt hết rồi, có lạnh lắm không? Không sao đâu. Cái gì? Đồ cơm của ta mưa. Thôi, được rồi. Không, nhưng mà... Được rồi, nàng cứ ngồi đây, ngồi xuống đây, chờ, để ta. Ướt hết rồi. Ai da, cẩn thận. Nóng quá. Cha, nồi cơm bự quá, làm sao bây giờ kêu nổi đây? Để làm sao bây giờ? Ta phụ chàng một tay. Nàng phụ ta. tốt lắm. Rồi, coi chừng nóng nghe, coi chừng nóng. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, lên đây, lẹ, coi chừng nóng. Nhanh lên. Coi chừng, dấp mấy bậc thang nha. Dạ, mấy cẩn thận, đổ rồi, được rồi. Rồi, để đây. Rồi, bây giờ để ta coi thử coi vợ yêu của ta nấu cơm như thế nào nghe. Khét quá. À, không. Thơm lắm. Nàng biết không, lần đầu tiên ta nấu cơm á, không được ngon như nàng đâu. Dở lắm. Vậy hả? Ừ, để ta ăn thử nghe.
ngon. Ngon quá, ngon quá. Mấy đứa đâu? Ra ăn cơm, ra ăn cơm. Công chúa nấu nè, nhanh lên. Ăn cơm. Ra ăn cơm, nhanh lên, nhanh lên. Ô, thơm quá, quá. Công chúa nấu cơm ngon quá. Các em ơi, công chúa đã biết nấu cơm rồi. Công chúa hết kiêu căng. Các em có thấy công chúa giỏi không? Vậy thì cho một tràng pháo tay khen công chúa đi. Thì ra nấu cơm đâu có gì đâu là khó. Đúng, không có gì khó hết. Thôi, mấy đứa vô ăn cơm, vô ăn cơm. Dạ, vô ăn cơm. Vô ăn cơm. Cầm vô ơi, cầm vô ăn cơm rồi tao lấy món thịt cầy nướng ngoại tụi bay ăn. À, vợ yêu của ta, ta còn biết làm nhiều món ngon, hấp dẫn mà lạ lắm. Mai mốt ta sẽ dạy cho nàng. Chàng hứa đó. Ừ, ta hứa mà. À, thôi chết, thôi chết. Bây giờ phải vô, vô ăn cơm. Phải thưởng thức thành quả của mình chứ. Nhanh lên, ta đợi nàng đó nghe. Hôm nay công chúa Chích Chòe lần đầu tiên biết nấu cơm, mà nấu cơm cho chó ăn. Còn nhiều chiêu lắm. Hãy mở to hết mấy con mắt ra mà nhìn chiêu của ta đây. Nào, công chúa, công chúa Chích Chòe, ra đây mama bị ấy. Trời ơi, con chó hôi tanh. Ôi, mỹ lệ tuyền. Mama đây nè con. Người xấu, người xấu. Xấu gì mà xấu? Vô kêu chủ mày ra đây. Người xấu. Bà không phải là Thúy Mama. Người kìa, xấu. Công chúa. Công chúa ra đây. Trời ơi, chó khăn vú nè con, chó khăn vú. Không, bà ta không phải là Thúy Mama. Người xấu đó. Mỹ Lê Tuyền, em nói cái gì? Ai là người xấu? Đây là Thúy Mama mà. Đúng rồi, Thúy Mama đây. Thúy Mama quay lại tìm con có chuyện gì không? Hoàng hậu sai ta quay lại đây để nói với con. Hoàng hậu rất đau lòng. Nhìn thấy con là một nàng công chúa lá ngọc cành vàng, không thể nào ở một nơi nghèo nàn hôi tanh bẩn thỉu thiếu thốn được. Nào, bỏ hết quay về hoàng cung mau lên. Công chúa, Thúy Mama nói gì kỳ vậy, con không có hiểu. Gì đó mà không hiểu. Nói tóm lại, con không thể nào ở chung đụng với mấy cái con chó sói hôi tanh này được. Chó sói hả? Chó sói hả? Thế mama làm gì nói Mỹ Lệ Tuyền như vậy? Mỹ Lệ Tuyền là bạn tốt của con đó. À, thì ra nàng công chúa chúng ta vẫn thích ở chung đụng với chó hơn à. Mẫu hoàng mà biết như vậy, mẫu hoàng sẽ buồn cho mà xem. Thế mama, nhưng dù sao con cũng không được phép cãi lời vua cha. Vậy à? Đã như vậy thì ta cũng chẳng giấu làm gì. Nào công chúa ơi, phải mau quay trở lại cứu hoàng hậu. Mẹ của ta có chuyện gì à? Trên đường trở lại hoàng cung, lúc đi ngang qua một cái cánh nó đừng là treo tự nhiên có một cái lũ quỷ ở xuống nó nhào đang nó bắt cái khóc cái hoàng hậu qua mất cái tiêu rồi. Hả? Yêu tinh bắt mẫu hậu với Thúy Mama? Đúng, đã bắt cóc mẫu hậu và Thúy mà. Thúy Mama thoát được, chạy tới đây nhờ công chúa cứu giúp. Thôi đúng rồi, ta nhớ rồi, trong khu rừng này có rất nhiều yêu tinh quỷ sứ. Chết rồi, bây giờ ta đi. Không, không, đừng đi công chúa, đừng đi. Sao lại đừng đi? Cha mẹ gặp nạn mà con cái mà không cứu là con bất hiếu. Mau đi cứu mẹ, mau lên. Công chúa đừng đi. Yes, chạy vô. Ai da, ai da, ô sợ cho chán đi. Ai da, ô hòa đen, ai là không chán anh nhỉ? Có chuyện gì? Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Ai da, bỏ ra xe, anh là bà sợ lỡ bê khẩu sổ đuôi. Ô là xì là xà lý giả. Ai là xà lý giả, bà đi cả đi. Ô là xà lý giả giả. Rồi, hiểu rồi. Bây giờ tất cả đi cứu công chúa. Bà mà không ăn bà sẽ bị chết đói. Ta thà chết vì đói chứ không chết vì thuốc độc của lũ yêu tinh chúng mày. À, được rồi. Bà già bên đây. Bà này. Bà già này, bà có chịu ăn cơm không? Trời ơi con ơi,
Ngoại nói cho con nghe, ngoại không có đói bụng. Mày có thương ngoại, mày kiếm cho ngoại miếng trầu mới đi. Tao lạc miệng quá trời quá đất hè. Miếng trầu này tao ngậm từ hồi tao nói công chúa còn nhỏ tới giờ mày. Ê, ở đây không có trầu, ở đây chỉ có trấu thôi, ăn trấu không? Trời ơi, đúng là cái lũ quỷ sứ yêu tinh không có đi học. Trầu nó khác với trấu mày ơi. Không, trầu với trấu thì cũng là con trầu thôi. Mấy con nhỏ nghe nó nói có đúng không? Trâu với trấu mà là con trâu. Mày không có đi học tao đập mày. Thôi 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 thôi, mệt quá, mệt quá. Bây giờ ăn hay là không ăn? Không ăn. Rượu mời không uống mà đòi uống rượu phạt ư? Các anh em ra tay nhẹ. Nó làm gì em vậy? Xấu quá. Tụi bây là đồ ích kỷ. Qua đây lại cho tao coi coi. Tụi bay làm gì vậy? Nhạc. Không có ghê. Làm như vậy mới ghê nè. Chị ơi, chị làm gì nó vậy? Chị nhạc nó đó em. Trời, thấy ghê quá à. Bà ngoại truyền hồn báo danh cho tụi bay biết nha. Bà là người phụ nữ xấu nhất ở cái đất nước tung sen gấm dốc này. Hoàng thượng là phong cho tao là sủ nữ đó nghe mày. Bây giờ nói coi, tại sao tụi bay bắt hai bà già? Bắt bà tới dụ công chúa tới bắt luôn. Dụ con gái ta để làm gì? Tại vì công chúa tự nhận mình là kẻ kiêu căng nhất á. Điều đó xúc phạm tới chúng ta. Bởi vì ở đây chúng ta là những kẻ kiêu căng nhất. Đúng vậy. Thôi đi, tụi bay là con nít mà hỗn hào. Con nít mình hỗn với bà già nó nhốt người già. Tụi nó là bạn xấu, phải không mấy con? Thôi mệt quá đánh ra bây coi. Bây giờ tụi bay cởi trói cho hai bà già thì coi. Mệt quá không ai trói hai bà trơn á. Tự hai bà ngoéo tay nhau kìa. Trời ơi. Trời ơi. Sao mà ngoéo tôi như vậy? Bà cũng bà. Bà ngoéo tôi á. Bà ngoéo tôi. Bà. Thôi giờ sao? Ăn không? Không ăn. Trời ơi, tao đã nói rồi, tụi bay làm như vậy mới ghê. Không có sợ. Vậy chứ sao mới sợ? Giờ cho bà coi cái này mới sợ nè. Coi cái gì? Nè. Trời ơi, yêu nữ. Hả? Hiền tỷ, sao lại đành đạn bỏ mũi nơi đây vậy? Mũi, hiền vô. Nhanh lên. Chờ mũi với, thấy yêu tinh bọn ta hay hơn. Thôi mệt quá, không nói chuyện với các người nữa, ta bắt công chúa về ăn thịt. Làm món gì? À, lóc thịt công chúa là nướng. Không ngon, ta mang công chúa ra ta xé nhỏ, ta trộn gỏi rồi ta ăn sống. Thôi khỏi đi, quay nhỏ mà công chúa ra cắm cái ống hút vô hút cái ruột. Bây giờ sao đây? Bây giờ làm sao? Hả? Mình phải tìm cách nào đó để bắt được công chúa về. Đúng, được. Phải tìm mọi cách để bắt công chúa về. Lóc thịt công chúa đã ăn. Đi về. Sao? Tao nghĩ ra rồi, Bây giờ đầu tiên mình phải dụ công chúa. Nhảy mệt không? Đằng sau quay. Đi vô. Nhanh lên. Có một tiếng xí nghe quen quá. Tam diện mai phục. Hey. Nào công chúa, vào đây mau lên. Công chúa, vào đây. Thế mama. Vậy con. Ở đây là đâu vậy? Đây là cái động của yêu tinh nhốt hoàng hậu đó. Thế mama. Gì con? Sao dạo này con thấy thế mama kỳ lắm? Gì đâu kệ. Đi đứng nhún nhảy rồi lâu lâu xí xí nữa. Kệ tôi, để ý chứ cô nhiều chuyện quá. Lên cứu mẹ kìa. Mẫu hậu. Ta dơi. Đùa. Chiếc lên của hoàng hậu trong đó. Mẫu hậu ơi, con đây. Hả? Thế mama. Tại sao lại có hai thế mama? Không biết tại sao đến hai thế mama à. Xí. Các cháu nhỏ có biết tại sao mà có hai thí mama không? Vậy mà con bé này nó không biết kìa. Hãy mở to mắt ra mà nhìn đây.
ngươi là ai vậy? Yêu Tinh ra. Vậy thì hãy xem công chúa giết chè giải dây cứu mẹ đây. Được, tiếp chiêu. Nhìn lũ chúng bay bằng xương bằng thịt thì đâu có gì phải đáng sợ. Bây giờ hãy vô giải cứu cho Thúy Mama và mẫu hậu của ta. Nhanh lên, đi cứu hai bà già kìa. Mày đè tao nặng quá, sao tao đi được? Mày đi cứu đi. Mày con mập đi. Đi nhanh lên. Dạ rồi em đi. Trời, con nhận nghe chị chú. Sáng suốt chị kêu con mập nó đi. Bà nội cha mà dám nhốt bà già. Trời ơi. Hồi nãy không chịu ăn cơm, bị nhốt trong, thấy nguyên nồi chú chân làm hết. Hình như tụi bay bỏ thuốc độc trong cái tô nước dừa phải không? Thuốc mê. Hèn gì, ngứa quá. Khiếu Hiền Tỷ. Mẫu hậu ơi, mẫu hậu có ăn chè không? Có. Rồi bà vô. Lệnh bà vô. Bà vô bà già. Vô bà già. Vô. Quét bà vô. Hey. Thì ra chính các ngươi đã hại. Đúng. Công chúa, bây giờ tới phiên bọn ta hiệp lực. Vô. Xin các hạ hãy lộ diện. Đã tẩu bỏng.
trâu gì đó. Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con với, mẹ ơi. Bà Tiên. Ôi trời, các con, các con của mẹ là sao bị bầm dập như vậy? Không có biết, tự nhiên tụi nó bắt con, nó đánh con quá trời luôn á. Mẹ ơi, mệt quá mẹ ơi. Ai hỏi nào mà găng như vậy? Được rồi, mẹ sẽ giải cứu cho các con. Dạ. Hồ mẹ. Quang, Quang, Hiền ơi, hãy dừng tay lại, hãy nghe ta giải thích đã. Thôi, không còn giải thích gì cả, tránh ra. Xin hoàng hậu chớ nhọc lòng, vụ này để cho mụ già này giải quyết. Ê, hồi nãy giờ là tôi quê độ bà lắm nè bà. Trời ơi, tiên nữ gì mà sao chơi đứng hai hàng vậy? Cái gì mà vừa đỡ đầu công chúa, vừa đỡ đầu bọn quỷ sứ yêu tinh. Bà mê muội quá rồi bà ơi. Tôi nói cho bà biết nha, tôi cần phải làm cho bà tỉnh lại. Mê muội nè, tỉnh lại nè. Mê muội nè, tỉnh lại nè. Nào. Ê. Tại sao mà không công bằng chút nào vậy bà? Công, công bằng à? Xì à? Vừa, đáng đời. Công bằng à? Đối với ta, công bằng thuộc về kẻ mạnh. Nào, các con, cho bọn chúng nó biết thế nào là sự công bằng. Dạ, yêu tinh trận pháp. Thế mà mà, để bọn chúng cho con. Không việc gì phải nhọc công công chúa để chị cho mụ già này giải quyết. Ê, cái thằng dạng chân kia mày mỏi không? Mỏi. Bỏ xuống đi con. Tụi bay là cái lũ con nít quỷ. Người già cho tụi tao mà tụi bay không nể thì bắt vậy tao nể tụi bay. Bà già quyết định chơi tay đôi với tụi bay nè. Được. Chơi tay bốn. Xin mời lão bà. Không khách sáo, mấy con cổ động cho bà già coi. Trời ơi, vậy mà mấy ảnh nói tôi già tôi không tin. Hãy coi phi đao của bà già đây. Ủa, sao tao quăng có một con dao tàu mà tao bay chụp ra ba con hay quá vậy? Giấu sẵn trong túi nè. Trời ơi, mất của rồi, mất của rồi. Dao tàu của tôi đâu? Em gái, dao em gái nè. Trời ơi, cảm ơn chị. Ba. Quằn quại dữ hả Thúy Mama?
bà tiên hãy dừng tay. Ta biết mục đích của bà chỉ muốn lấy mạng sống của ta. Xin hãy tha cho những người thân của ta, họ vô tội. À, công chúa chết chè đi sao? Bây giờ ngươi đã biết xuống nước năn nỉ rồi à? Nhưng mà ta không thích như vậy. Giờ sao các con? Mẹ, mẹ ăn thịt con công chúa đi mẹ. Đúng dạ. Rồi, mẹ từng nói ăn thịt công chúa chết chè sẽ chịu sinh bất tử. Các con ơi, bây giờ ăn thịt nó thì có ích gì đâu. Bây giờ nó hết kêu căng rồi, thịt nó như thịt mọi người thôi. Vậy giờ sao? Ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Bà cần bao nhiêu tiền vàng hãy nói ngay, ta sẽ chung cho bà ngay tại đây. Trời ơi, bà khô, bà ghê quá, bà ơi, bà làm gì ghê vậy? Trời ơi, ta là tiên, ta muốn biến quá bao nhiêu vàng bà không được, ta cần vàng bạc của bà. Thế thì bà cần gì hỡi bà tiên? Quan thượng các tường khác. Thôi, bà cần gì con gái ta? Nói đi. Ta cần gì à? Ta cần sắc đẹp của công chúa để chia cho tất cả các con của ta. Và nàng công chúa sẽ trở thành nàng công chúa xéo xí. Không, ta không chịu. Đã lục nhau gì cho anh bà? Vợ tôi ngồi rồi. Rồi sao? Không, con gái ta xưa nay là một công chúa có sắc đẹp tuyệt trần. Con gái nhờ đức cha, cha nó đẹp mà mắc gì con ta xấu, ta không chịu. Phải, tất cả là lỗi tại ta. Ta đã có công sinh thành ra công chúa, nhưng không biết cách dạy dỗ con. Xin hãy trị tội ta đi, trị tội ta. Không, hoàng hậu. Đi mama. Không việc gì hoàng hậu phải nhọc lòng. Hãy để chuyện này cho thuê mama. Bà tiên kia. Ta đây. Ta thất vọng vì bà. Bà không phải là một bà tiên hiền diệu. Bà là một ác phụ. Bà ác lắm. Cái con nó làm gì vậy? Nó diễn kịch. Mụ già đây, sống vì công chúa, chết cũng vì công chúa. Hãy để cho công chúa được yên. Hãy lấy đi, hãy lấy của ta đi. Ồ, lấy cái gì đấy hả? Nhan sắc. Mẹ ơi. Mẹ không chịu nổi. Khi mọi người nghe Thúy Mama nói, mọi người rúa lên từng cơn. Thúy Mama ơi, bà gan quá. Bà gan quá vậy chứ trong triều không có gương soi hay sao? Có chứ, nhiều nữa là khác mà không có dám soi. Tại sao? Xỉu mấy lần rồi. Trời ơi. Thôi được rồi, hãy lấy sinh mạng của ta đi. Không. Bà giữ lại nhan sắc của công chúa. Ông chủ. Thôi đi. Ê, cái con này là con gì đấy? Trời ơi, nó là con chó, nó đừng chọc nó giận. Con chó. Ôi trời, con chó mà ta tưởng cô dâu. Đi xuống. Hoàng tử, nàng công chúa chết kìa, đối xử rất tàn tệ với lại hoàng tử. Vậy mà bây giờ hoàng tử vẫn còn yêu thương công chúa đó hử? Phải, ta rất yêu, ta rất thương công chúa. Không, chàng ơi, xin đừng đánh đổi mạng sống của chàng gì thế. Không. Bà tiên, ta đồng ý điều kiện của bà đặt đừng ra. Đừng mà công chúa. Bà hãy ra ta nhanh đi mà thả cho những người thân của ta. Chết chưa? Đừng. Con không nên chấp nhận điều kiện quá ác đó. Con mất đi sắc đẹp, sẽ không còn ai tới gần chơi với con nữa đâu. Không, Phụ Dương ơi, lỗi này là do con. Tại vì tính tình con quá kiêu căng ngạo mạn, cho nên hôm nay mới liên lụy đến mọi người. Bà Tiên, xin bà hãy ra tay nhanh đi bà Tiên. Không, đi. Nàng sẽ được toại nguyện hồ biên. Đúng bà Tiên quá ác, công chúa. Bà Tiên bà ác lắm. Cho con ta rồi bà Tiên. Bây giờ thì nàng công chúa chích chòe đã nên người rồi. Nàng đã biết yêu thương và hy sinh cho tất cả mọi người. Nào, công chúa chích chòe, hãy ngẩng mặt lên xem. Không, ta xấu xí lắm, ta không dám nhìn ai đâu. Phụ Dương ơi, con xấu lắm phải không Phụ Dương? Con vẫn xinh đẹp như ngày nào. Có thật không Phụ Dương? Đói lao chết liền. Mà
con vẫn như xưa. Thế ba má? Không, không, con đẹp hơn xưa. Bà Ti, bà là? Ta vẫn là mẹ đỡ đầu của con. Chính kìa, phụ vương rất vui mừng. Con đã thay đổi tính tình, không còn kiêu căng ngạo mạn như ngày xưa nữa, biết sống và hy sinh cho mọi người. Bà Tiên, mưu kế tôi với bà là thành công, xin bái phục, bái phục. Kìa hoàng thượng, trời, hoàng thượng đã gạt tiếp cho tất cả các quan trong triều xưa. Nếu Trẫm nói ra thì bể kế hoạch của Trẫm sao hậu. Phụ vương ơi, à, bà Tiên, con đủ yêu tinh được không? Đủ yêu tinh à? Sao? Hãy bước ra đây. Đây là các quan nhân quan võ trong triều. Đúng rồi, trung thần bị đánh bầm dạng. Thôi, bá quan hãy bình thân đi. Rồi để tôi sẽ bạc và đồng thương cho. Trong cao, lại đi chơi. Này bá quan nhân võ, hãy nghe trọng bán đi. Ta sẽ làm lễ thành hôn chức kè công chúa và hoàng tử gấu. Hoàng thượng, phụ vương ơi, phụ vương, tại sao phụ vương gả con cho gã tiều phu rồi bây giờ lại gả con cho hoàng tử gấu? Phụ vương ơi, qua bao nhiêu biến cố và trắc trở, con đã đem lòng yêu thương và kính trọng người nông dân nghèo khổ và xấu xí đó. Xin phụ vương đừng gả con cho hoàng tử gấu, con lại phụ vương. Đúng như vậy đó thưa hoàng thượng, đừng làm vậy tội nghiệp công chúa lắm hoàng thượng. Thôi, tất cả đừng cãi lệnh của ta, hãy đón nhận hoàng tử gấu đi nào. Công chúa, nàng hãy nhìn xem ta là ai đây. Ủa, ảnh, ảnh kìa, trời ảnh. Phụ vương, sao lại có nhiều chuyện kỳ lạ như vậy? Chính phụ vương và hoàng tử gấu đã bàn bạc với nhau, giả đã gả tiều phu đi dạy dỗ cho con nên người. Trời ơi, đa tạ phụ vương. Đức vua, okay. Chuyện như vậy mà ngài đã giấu tôi à, ngài xấu lắm đó nha. Đức vua. Các em ơi, cuối cùng rồi thì vẫn có một hoàng tử hết lòng yêu thương nàng công chúa. Vậy thì tại sao bây giờ chúng ta không tổ chức bữa tiệc linh đình để chúc mừng cho nàng công chúa chính và xinh đẹp chúng ta? Đúng lắm, các bạn hãy tỏ nhạc lên chúc mừng công chúa. Ôi vui xin bao vui mừng, còn gì mừng hơn nàng chính chòe đó. Thật đẹp xinh nay đã nên người, chẳng còn kiêu căng như những ngày xưa, mà nay khiêm tốn ngoan hiền. Cha mẹ yêu, chúc bạn thương, và hoàng tử đã đến cầu hôn. Đêm ngày đêm, nhiều người mong, nàng hạnh phúc trong giấc mộng hoa. Mừng hạnh phúc, hạnh phúc trăm năm hạnh phúc. Mừng hạnh phúc, không hề không hề không hề. Mừng hạnh phúc, chính trẻ đẹp xinh. Mừng hạnh phúc, chính trẻ và hoàng tử. Hợp vô khi chính trẻ hiền ngoan, ôi trong lòng ma ma đầy vui si ba. Mẹ tiên cũng chúc mừng công chúa, những ước mơ tương lai sẽ luôn đẹp tươi. Hoàng hậu hân hoan, đứng vui vui tươi, nàng công chúa.